Dương Khai, trời sinh tiên thiên thiếu hụt nên không thể tu hành. 12 tuổi gia nhập Lăng Tiêu Các, trở thành gã quét rác kiêm sai vặt. 15 tuổi nhặt được ma thần bí điển, dựa vào linh hồn bất khuất mở ra hắc thư, từ đây bắt đầu tiềm tu. 20 tuổi chấp trưởng Dương gia, 60 tuổi tiến về Thủy Nguyệt Tinh cầu hôn, 80 tuổi sáng lập Lăng Tiêu Cung. Sau 100 tuổi, Dương Khai tại đại đạo tranh phong chứng đạo đại đế, xưng hào hư không đại đế. Sau 600 tuổi đi tới Mặc Chi chiến trường, tại đây kinh lịch 1200 năm, về sau đánh xuyên thông đạo thoát khỏi chiến trường, bế quan tu luyện 2300 năm, cùng Mặc tộc Ngụy Vương chủ địch Ô tranh đấu, về sau chém giết địch Ô. Dương Khai nghỉ ngơi 100 năm, trải qua hơn ngàn năm, Dương Khai cũng chém giết Mặc tộc Vương chủ bị vây ở bên trong hư ảnh Càn Khôn Lô. 700 năm sau Dương Khai đánh bại trùng cuối, bị lưu đày tới cấm kỵ chi địa 8000 năm, về sau trở lại tu bổ 3000 thế giới tiêu tốn 2000 năm. Tại bên trong đại kết cục, Dương Khai hơn 16000 tuổi, tu vi đạt tới sáng thế cảnh, nhục thân vạn trượng hoàng kim thánh long, thời không chi đạo, đan đạo cùng thương đạo đều đạt tới đỉnh phong, mang theo 9 vị thê tử du hành thế giới khác,